Tất cả chư Phật luôn ở trong chánh định, trong khoảng một niệm khắp tất cả mọi nơi, hiện khắp vô lượng đủ thứ thân Phật. Tất cả chư Phật luôn ở trong chánh định, trong khoảng một niệm khắp tất cả mọi nơi, tùy các chúng sinh đủ thứ tâm hiểu biết hiện thân lời ý. Tất cả chư Phật luôn ở trong chánh định, trong khoảng một niệm khắp tất cả mọi nơi, nói tất cả Pháp lìa dục chân tế. Tất cả chư Phật luôn ở trong chánh định, trong khoảng một niệm khắp tất cả mọi nơi, diễn nói tất cả tự tánh duyên khởi. Tất cả chư Phật luôn ở trong chánh định, trong khoảng một niệm khắp tất cả mọi nơi, thị hiện vô lượng sự trang nghiêm rộng lớn, thế gian, xuất thế gian, khiến cho các chúng sinh thường được thấy Phật. Tất cả chư Phật luôn ở trong chánh định trong khoảng một niệm khắp tất cả mọi nơi, khiến cho các chúng sinh đều được thông đạt tất cả Phật Pháp, vô lượng giải thoát, rốt giáo đến nơi vô thượng bờ bên kia, đó là mười. Phật tử chư Phật Thế Tôn có mười thứ vô ngại giải thoát, những gì là mười, đó là tất cả chư phật ở trong một hạt bụi hiện bất khả thuyết bất khả thuyết chư phật xuất hiện ra đời tất cả chư phật ở trong một hạt bụi hiện bất khả thuyết bất khả thuyết chư phật chuyển bánh xe pháp thanh tịnh tất cả chư phật ở trong một hạt bụi hiện bất khả thuyết bất khả thuyết chúng sinh thọ giáo hóa điều phục tất cả chư phật ở trong một hạt bụi hiện bất khả thuyết bất khả thuyết cõi nước chư phật tất cả chư phật ở trong một hạt bụi hiện bất khả thuyết bất khả thuyết bồ tát thọ ký tất cả chư phật ở trong một hạt bụi hiện tất cả chư Phật quá khứ hiện tại vị lai, tất cả chư Phật ở trong một hạt bụi hiện các loại thế giới quá khứ hiện tại vị lai, tất cả chư Phật ở trong một hạt bụi hiện tất cả thần thông quá khứ hiện tại vị lai, tất cả chư Phật ở trong một hạt bụi hiện tất cả chúng sinh quá khứ hiện tại vị lai, tất cả chư Phật ở trong một hạt bụi hiện tất cả Phật sự quá khứ hiện tại vị lai, đó là 10.